quý vị và các bạn đã đến với Talk Show Hỏi Đáp Thẩm Mỹ của Bệnh viện Thẩm Mỹ Cang Nam. Và ngồi cạnh tôi đây là bác sĩ Anthony Nguyễn. Ngày hôm nay bác sĩ sẽ giúp quý vị giải đáp tất cả những thắc mắc xoay quanh vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ. Và xin chào bác sĩ Anthony Nguyễn ạ. Vâng, xin chào MC Lê Vân cùng toàn bộ quý vị khán giả. Vâng, thưa bác sĩ, nhiều khán giả có hỏi là vậy thì sau khi lông mũi bị hỏng thì sau bao lâu mình có thể sửa lại? Liệu là có sửa được luôn ngay sau đó không ạ? Vâng, đối với trường hợp mà phẫu thuật mũi hỏng mà trong giai đoạn sớm, mà nếu mà các bạn đến được bác sĩ khám và trực tiếp và điều trị kịp thời thì chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật trong giai đoạn sớm. Bởi vì nếu mà chúng ta kéo dài hơn thì một là về cái mũi là có thể biến dạng nhiều hơn. Thứ hai là về mặt thẩm mỹ nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, cuộc sống của bạn. Có thể bạn phải mất một thời gian rất là dài nghỉ việc để nhà chăm sóc và để lấy lại cái tự tin. Vâng, thưa quý vị, nãy giờ thì chúng ta nhắc đến rất là nhiều cái việc là phẫu thuật mũi bị hỏng. Tuy nhiên thì nhiều khán giả vẫn thắc mắc là liệu làm thế nào mà chúng ta có thể phân biệt được cái tình trạng là phẫu thuật bị hỏng, những cái dấu hiệu nào cho thấy là chiếc mũi của chúng ta đang có vấn đề ạ? Phẫu thuật mũi hỏng thì có rất nhiều là mức độ hỏng khác nhau. Mức độ nhẹ nhàng nhất là chúng ta có thể thấy phần sống mũi này lệch, hoặc là đầu mũi lệch vẹo, hoặc là vấn đề là sẹo xấu, hoặc là nó không đạt được kết quả thẩm mỹ ban đầu như chúng ta mong muốn. Có thể là do quá trình phẫu thuật này mũi bạn có thể rất là xấu, hoặc là quá trình phẫu thuật là một người trực tiếp làm cho bạn là không có kinh nghiệm, chỉ định sai. Ví dụ như chúng tôi có những trường hợp có chỉ định lưng mũi cấu trúc, tuy nhiên thì các bạn này đến spa lưng mũi với phương pháp rất đơn giản là chỉ đặt một cái chất liệu silicone nhân tạo vào, dẫn đến là không đạt được kết quả mong muốn. Và có những biến chứng nặng nề hơn là tình trạng mũi của bạn có thể viêm này, thủng ra đầu mũi do chúng ta lưng quá cao và chất liệu làm mỏng quá, bào mòn cái da đầu mũi chúng ta dẫn đến lộ chất liệu. Và có những trường hợp mà mặc dù các bạn đã tháo chất liệu rồi nhưng quá trình hình thành sơ sẹo bên trong quá mạnh dẫn đến cái mũi chúng ta co rút biến dạng, thậm chí xấu hơn tình trạng mũi ban đầu, thì đó những trường hợp khó và cần những người phương pháp ở phẫu thuật tiên tiến hơn. Vâng, rất cảm ơn câu trả lời vừa rồi của bác sĩ Anthony Nguyễn. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì bác sĩ đã giải đáp rất là nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề phẫu thuật mũi bị hỏng. Và nếu quý vị vẫn còn những băn khoăn thắc mắc xoay quanh chủ đề này thì hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận của video này. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những thông tin về phẫu thuật thẩm mỹ sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì Lê Vân và bác sĩ Anthony Nguyễn xin được chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin chào. Xin chào các bạn.